Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Con Gái Bà Tô. Hôm nay là ngày thứ 3 mình có mặt ở Việt Nam rồi đó. Thì đây chính là nhà của mình là ở Bà Tô, Xương Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì có một số bạn đã hỏi Bà Tô là gì. Thì Bà Tô không phải là tên của mẹ mình nha mọi người. Bà Tô là một cái thị trấn thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là nhà của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu vườn ở nhà của mình nha. Thì vừa đi tham quan, mình vừa chia sẻ tất cả cái giá vé máy bay mà hôm bữa tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn mà mình đã hỏi ở những cái video trước á. Thì mình vừa đi ngắm khu vườn của nhà mình rồi xong rồi mình chia sẻ luôn ha. Hiện tại thì khí hậu của Việt Nam ngày hôm nay rất là nóng luôn á. Đâm ra thành mình muốn quay cái video sớm một chút xíu khi mà nắng nó đẹp á. Thì lúc đó nó khí hậu nóng á, đâm ra thành mình chờ buổi chiều á. Hôm bữa thì có một bạn đã comment ở trong video trước của mình, hỏi bạn ấy ở tiểu bang Chicago và muốn đi về Việt Nam vào tháng 10 ngày mùng 6 năm 2022 và qua lại là tháng 11 ngày 20 năm 2022. Thì mình check vé máy bay hãng Korean Airlines á, là cái giá vé nó 751 đồng 90 sen và giá vé hai chiều là 1269 đồng 27. Nếu như mà các bạn đó mà đi về vào tháng 1 ngày mùng 10 năm 2023 và tháng 2 ngày 20 năm 2023 thì cái giá vé một chiều là 757 đồng 90 sen và cái giá vé tổng cộng hai chiều là 1279 đồng 37 sen. Đây là cái giá vé đã có tính thuế đầy đủ luôn đó nha các bạn. Tiếp theo là một bạn ở tiểu bang Florida, thì mình check vé máy bay cho bạn từ tháng 6 ngày 25 năm 2022 và qua lại Mỹ là tháng 7 ngày 16 năm 2022. Thì đây là một cái giá vé nó cũng rất là mắc khi mà mình check từ hãng Korean Airlines là 6.003 luôn á. Vì ở Florida thì mình cũng bay qua hai tiểu bang mà cái thời điểm bay vào tháng 6, tháng 7 là một trong những cái thời điểm hot nhất của mùa hè, cho nên là cái giá vé nó tới 6.000 lận. Cho nên là khi mà mình muốn mua vé máy bay á là mình mua sớm một chút xíu ha. Là tại vì bây giờ á là đã quá cái thời hạn để mà mình mua vé máy bay cho tháng 6 rồi. Vì cái ngày nó sát như vậy á, đâm ra thành cái giá vé nó rất là mắc. Nếu như mà mình mua vé máy bay á mà mình mua gấp á là cái giá vé nó rất là mắc luôn á. Cho nên khi mà mình check cái giá vé mua gấp của người bạn này thì mình thấy cái giá 6.000 á là cái giá mua gấp. Nếu như mà mình mà mua sớm một chút xíu thì mình nghĩ là cái giá vé nó sẽ rẻ hơn. Bởi vậy cho nên là nếu như mà các cô chú, các anh chị và các bạn nào mà mình đã có dự định về Việt Nam thăm thân nhân thì mình nên mua sớm một chút xíu. Đôi khi thì cũng có một số cô chú đi về không phải là vì cái lý do chơi bời hay là thăm thân nhân, mà là do mình có một cái công việc gấp phải cần về gấp, cho nên là mình cũng phải bắt buộc chấp nhận một cái giá vé mắc như vậy ha. Thì cũng ở tiểu bang Florida có một bạn đã muốn mình check giá vé máy bay cho bạn ấy vào tháng 10 ngày 15 năm 2022 và qua lại là tháng 11 ngày mùng 5 năm 2022, thì cũng đi hãng Korean Air luôn nha. Thì cái giá vé một chiều là 506 đồng 90 sen và ngày mà qua lại là 489 đồng 47 sen. Tổng cộng cái giá vé hai chiều là 996 đồng 37 sen. Thì đây là một cái giá vé rất là ngọt ngào cho tháng 10 luôn á. Nếu như mà mình mà mua sớm trước mấy tháng thì sẽ có một cái giá vé này, cho nên là sự chênh lệch giữa một cái giá vé mua gấp và một cái giá vé mà mình mua khoảng trước đó 3 tháng thì nó hoàn toàn là khác nhau luôn á. Và một bạn ở Atlanta, Georgia muốn đi về tháng 1 ngày mùng 7
năm 2023 và qua lại là tháng 1 ngày 28 năm 2023, giá vé khứ hồi là 2017 đồng. Còn nếu như mà muốn đi về một chiều thì giá vé chỉ có 944 đồng 40 cent thôi. Đây là hãng Korean Air. Hiện tại thì mình cũng đã nghe nói là đã có rất là nhiều hãng bay đã mở cửa lại, giống như là hãng EVA Airlines, Cathay Airlines, nhưng mà hãng EVA Airlines là phải xét nghiệm Covid trước khi lên máy bay, đâm ra thành một số người Việt Nam cũng không có lựa chọn hãng bay này ngay thời điểm này luôn ha. Tại vì tình hình mà khi mà mình phải xét nghiệm Covid trước khi lên máy bay thì nó hơi phiền phức một chút xíu, đâm ra thành rất là nhiều người vẫn lựa chọn là hãng Korean Airlines, bay cho nó thoải mái hơn, không có cần xét nghiệm Covid gì hết á. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Việt Nam, trong cái quá trình mà mình đi và về á, là rất là thoải mái luôn. Hôm bữa thì có rất là nhiều người quan tâm tới cái đồ đeo chân ở trên máy bay mà mình chia sẻ ở cái video trước đó các bạn. Thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ chi tiết thêm một chút xíu, là vì có rất là nhiều người đã quan tâm tới cái đồ đeo chân trên máy bay và hỏi mình đó là mua ở đâu. Thì mình cũng chia sẻ cho nó chi tiết cho mọi người biết để mà mình đi mua cái đồ đeo chân ở trên máy bay. Và có một số bạn cũng đã comment nói là khi mà mình đeo cái đồ đeo chân này ở trên máy bay á, thì mình cũng phải nên cẩn thận một chút xíu, vì mình máng ở trên cái ghế ở phía sau thì phía trước á, các bạn, thì nó có người ngồi á, đâm ra thành lúc mà mình ngồi á, thì mình để cái chân lên á, là mình cũng nên đừng có để mạnh ha, đừng có giật mạnh quá thì sẽ ảnh hưởng tới cái người ngồi phía trước. Cho nên là các bạn nó cũng nói với mình là đeo cái này á, thì phải để ý một chút xíu. Và cái này là mình mua ở Amazon nha. Đây là cái loại mà nó gọi là Footrest Plan Travel. Khi mà mình bấm cái chữ Footrest là nó hiện lên liền rồi mọi người. Nó hiện lên tất cả các kiểu các loại luôn, để cho mình có thể dễ dàng lựa chọn. Và mỗi loại thì nó có một cái giá tiền khác nhau ha, từ 13 đồng trở lên. Cho nên là mình thấy đây là một cái giá cũng rất là ok. Nếu như mà các cô chú, các anh chị và các bạn nào mà mình đang có chuẩn bị đi du lịch xa, mà có những cái hành trình mà bay xa đó, thì mọi người nên mua cái này để mà mình bỏ cái chân lên nhẹ nhàng. Và khi mà mình bay một chặng bay rất là dài như vậy thì nó rất là khỏe luôn á. Ở phía trước thì các bạn nghe được tiếng rất là ồn ào ha. Đây chính là quê hương Bà Tô của mình nè mọi người. Để mình quay cho mọi người xem. Đến sau là có xe chạy quá trời luôn á. Và đây là nhà của mình nè. Nhà của mình ở Bà Tô Xuyên Mộc nè mọi người ơi. Thì hôm nay mình chia sẻ khu vườn nhà của mình. Rồi sẵn thì mình cũng chia sẻ thêm về cái giá vé máy bay mà tất cả các cô chú, các anh chị mình đã hỏi đó. Thì mình xin trả lời ở tại video này luôn ha. Nhà của mình thì đặc biệt là có cái những cái bức tranh giống như vậy mà những nơi khác không có, là tại vì những cái bức tranh này là do ba của mình đã làm ra. Đây là ba của mình là đã làm những cái bức tranh này bằng xi măng và mạ đồng ở bên ngoài nè mọi người, rất là đẹp luôn á. Trong nhà của mình đặc biệt là có rất là nhiều những cái bức tranh giống như vậy á. Ở cái cổng nhà mình á, hai phía trước á, là đều có những cái bức tranh nè mọi người. Mọi người nhìn thấy cái rất là đẹp luôn á. Cái này là do ba của mình đã làm á, tại vì những cái nơi khác không có, nên đặc biệt ở cái chỗ là chính tay ba của mình đã làm ra những bức tranh này. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi vô trong nhà của mình để xem coi trong nhà của mình có cái gì ha. Đây là ngôi nhà thân yêu của mình. Mình sinh ra và lớn lên ở Bà Tô Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mẹ của mình đó là không phải tên Tô, đây chính là người mẹ của mình. Mẹ của mình thì rất là muốn con cái ở các nơi đi về thăm mẹ mỗi năm, mà tại vì cái tình hình dịch bệnh cho nên là suốt 4 năm nay mình không có về được á. Cho nên lần này mới về thăm mẹ được. Hôm nay thì mình thấy mẹ của mình hơi khỏe một chút xíu, chứ mấy ngày trước thì sức khỏe cũng yếu lắm, đi đứng thì cũng không có được thoải mái nữa. Và toàn cảnh nhà của mình thì có
chị ba của mình cũng chăm sóc cây cảnh cũng rất là tốt. Trước mặt các bạn đây là ba của mình. Ba của mình thì năm nay 70 mấy tuổi rồi. Ba của mình thì trước đây là cán bộ và bây giờ đã về hưu rồi. Ba của mình trồng một cái vàng mướp quá trời trái luôn á. Ba mình nói là ăn không có hết phải mang cho hàng xóm nữa đó. Ba mình thích nuôi cá và trồng cây cảnh. Nhà của mình thì có 4 anh chị em. Mình có chị 2, chị 3, mình là thứ 4 và có một em trai út nữa. Thì mấy anh chị em thì đều ở xa hết á. Và hôm nay tụ họp lại về thăm ba mẹ. Mà ba mẹ của mình thì trồng rất là nhiều những cái loại cây ăn quả tại cái khu vườn nhà mình luôn. Ba của mình thì có rất là nhiều những cái năng khiếu, chẳng hạn như là hát hay và vẽ đẹp. Đây là một trong những cái bức tranh mà ba mình chia sẻ đã làm ra là mùa xuân hạ. Thì ba mình làm trúc và mai. Ba mình đã tạc những cái bức tượng này bằng xi măng và nhũ đồng lên á. Thì một năm thì có xuân hạ và thu đông. Ba của mình đã làm một bức tranh này tượng trưng cho mùa xuân và mùa hạ. Và mùa xuân mùa hạ thì có trúc và hoa mai. Và ở bên cái bức tranh kế tiếp này á, thì ba mình đã làm cho mùa thu và mùa đông. Mùa thu và mùa đông thì nhìn trên bức tranh mình sẽ thấy được cây thông và có cả hoa cúc nữa đó các bạn. Và thấy có cả hai em chim ở trên cái cây thông này là ba mình tạc lên á, thì rất là đẹp và độc đáo luôn ha. Không phải là ai cũng có thể làm ra được một cái bức tranh hoàn hảo giống như ba của mình. Ba mình chia sẻ thời gian để mà làm cái bức tranh này là hết 3 ngày. Mà đây chính là một cái bộ tứ quý mà rất là nhiều người yêu thích luôn. Lúc mà mình còn nhỏ thì mình nhìn thấy ba của mình đã đắp từng cái miếng xi măng lên trên bức tường. Lúc đó thì mình không có nhận biết được đây là một cái bức tranh có rất là nhiều những cái ý nghĩa và mang một cái vẻ đẹp nghệ thuật rất là độc đáo. Và ở trong nhà của mình còn rất là nhiều những bức tranh giống như vậy. Và mình mời mọi người đi vào trong nhà của mình để xem trong nhà của mình còn bao nhiêu là bức tranh nhũ đồng giống như vậy ha. Trước đây thì nhà của mình là hội sinh vật cảnh huyện Xuyên Mộc. Ở trong nhà thì có rất là nhiều những cái cây cảnh khác nhau. Ngoài việc đam mê nuôi cá và thích trồng cây ra, ba của mình chia sẻ thêm về những cái bức tranh. Đây là những cái bức tranh mà sau này ba mình mới tạc nhũ đồng á. Lúc trước thì mình chưa có thấy ha. Mấy cái này là ba mới làm sau này. Ngày xưa thì ba chỉ làm một hai bức tranh ở trong nhà thôi. Đây nè các bạn nhìn thấy không? Xi măng mà mình làm lên á. Đây là một bức tranh ba mình chia sẻ rất là độc đáo. Ở phía sau lưng một cái vị thần này á, là một cái hũ rượu hay là một cái hũ bia gì đó rất là to luôn á. Các bạn có thể nhìn thấy rất là vui ha. Ba của mình á, có một cái sở thích là rất là thích uống bia luôn á. Hình như đó là giờ rảnh rỗi á, là ba của mình hay tụ tập bạn bè lại á, rồi nhậu bia rượu rồi cho vui. Những cái khoảng thời gian mà tuổi già rồi cũng không có cái niềm vui nào hết á. Đâm ra thành cái vị thần uống rượu này đã xuất hiện trong bức tranh của ba của mình. Nhìn vô thì rất là đẹp và độc đáo ha. Và vị thần này đã dựa vào cái hũ rượu rất là to ở phía sau lưng luôn nè. Mọi người nhìn thấy không? Rất là mắc cười ghê ha. Khi mà uống rượu thì cũng phải có bức tranh vị thần uống rượu. Cảnh hoàng hôn. Đây là một cái bức tranh cảnh hoàng hôn. Thì đây là một cái bức tranh nói về cảnh hoàng hôn và có một người công nhân đang làm việc ở trên đây. Đây mà hoàng hôn rồi mà vẫn chưa có đi về nhà và vẫn đang cố gắng đi làm. Ba đã sáng tạo ra một cái bức tranh làm việc rất là đây. Ở phía đây là có hai chị đang mang đồ xuống dưới sông rửa. Và ở đây là trên thuyền này không có người hả ba? Đây là thuyền về bến đậu chiều tàn. Thuyền về bến đậu chiều tàn cảnh hoàng hôn. Ba mất bao nhiêu thời gian để làm ra bức tranh này ba? Mỗi một bức thì trung bình là ba mình làm 3 ngày xong một cái bức tranh giống như vậy.
Đây là bức tranh bằng xi măng mà nhũ đồng ha mọi người. Và đây là cái phòng khách nhà mình, thì ở trong phòng khách cũng không thể nào thiếu một cái bức tranh tạc xi măng nhũ đồng ha. Và trên bức tranh này á, thì mình giới thiệu cho các bạn hai em nai trong một cái khu rừng. Và ở trong khu rừng này á, thì có một cái ánh trăng rất là nhẹ nhẹ. Khi mà mình vừa nhìn vào á, thì mình có thể nhìn thấy được một em nai đang uống nước và một em nai đang đứng nhìn. Thì nó tạo cho mình có một cái cảm giác rất là bình yên, ấm áp, nhẹ nhàng. Nhà của mình thì chỉ có 2 tầng lầu thôi, nhưng mà ở trên lầu thì gồm 7 phòng luôn. Và có 4 phòng master bedroom, là có restroom ở bên trong luôn á, đầy đủ. Có lối đi riêng cho tất cả tụi mình đi chơi thoải mái, không có làm phiền tới ai hết. Và ở phía dưới á, thì có 3 phòng, thì có 2 phòng là master bedroom, còn 1 phòng là bình thường ha. Và em chó này tên là Bông, rất là dễ thương luôn á. Nãy giờ thì mình chia sẻ video cũng rất là dài rồi ha. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ một cái thời gian quý báu ra xem kênh YouTube của con gái bà Tô. Ngày mai mình sẽ đi quay video chợ bà Tô cho mọi người xem, coi chợ bà Tô là như thế nào ha. Tại vì có rất là nhiều người không có biết bà Tô là ở đâu, đâm ra thành mình sẽ làm một cái video kế tiếp nữa, quay cái chợ bà Tô cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn mình xem toàn cảnh chợ bà Tô là thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì hôm nay mình xin dừng video này ở tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho con gái bà Tô nha. Và đăng ký kênh cũng như là nhấn like để ủng hộ cho mình nha. Bye bye mọi người.